Xin chào các bác nhá. Em lên tiếp cho có một cặp loa của dòng 7GB DV. Đấy, con này thì em để các bác giá rất rẻ luôn, bởi vì con này nó về nó không có ấy căng. Đấy. Nó về nó không có ấy căng nên em bán con này cho các bác là siêu rẻ luôn. Con này bình thường nó với ấy căng đầy đủ của nó thì giá của nó sẽ là 1.250.000 các bác nhá. Tuy nhiên thì đây. Cái này nó hơi về nó hơi bị xíu đây này. Đấy, cái này là cái thông hơi. Nó do con công suất nó hơi bị vào đây một xí quá nhá, tức nó để cái cạnh con công suất ấy nó kẹp vào đây này, thế là nó dịch chuyển con công suất thì nó hơi bị này ra này. Đấy, thì về qua chấm dưới keo cho em. Con này thì nó là 7GB DV các bác nhá, công suất 70W trở kháng 4 ohm, cầu loa thì nó là cầu kẹp. Đó. Bát của nó thì nó là bát 13 các bác nhá, bát 13, bát tối chuẩn luôn đấy, màng carbon, tép chép dom. Con này thì nếu bác nào lấy em để luôn cho các bác giá là 780.000. Đấy, 780.000 cho cặp này các bác nhá. Còn bình thường em đang bán là 1.250.000 cơ. Đấy, tại vì nó về nó thiếu hơi căng nên em xả giá rẻ luôn cho các bác. Con này kích thước của nó các bác nhá, kích thước là cao là 26.5 này. Rộng là 16 này. Sâu là 23 này, đó. Đấy là về kích thước. Các bác xem thực tế nhá. Loa thì hoạt động tiếng bình thường, tức là tiếng lên bình thường các bác nhé. Ba tép từng trước lên ok. Ba nào chốt thì em sẽ có cái video clip test bàn giao lại, đảm bảo cho các bác là ba tép từng trước lên ok. Sau đó bên em sẽ đóng hàng một cái hàng đi cho các bác. Hàng thì bên em sẽ giao toàn quốc, bất kể các bác ở khu vực nào, tỉnh thành nào, chỉ cần các bác nhấc máy lên alo là bên em sẽ gửi tận nhà. Đấy. Về chất âm thì các bác yên tâm, cực kỳ hay luôn, mê lắm. Những cái dòng này tiếng của anh rất là hay, bởi vì là con này nó là con cải biên của con 7GX. Đấy. Nó là 7GX DV mà, nó sẽ cái tiết tấu mọi thứ của nó sẽ hơn hẳn so với cả 7GX thường. Cái dòng này thì các bác có thể phối được tất cả những loại âm ly nhá, âm ly nặng phối được hết. Đấy. Công suất của nó là 70W một chiếc, hai chiếc nó là 140. Trở kháng là 6 ohm, à 4 ohm. Đấy, trở kháng từ trước là 4 ohm. Nhà em thì ở gần bến xe Mỹ Đình các bác nhá. Bác nào qua trực tiếp thì có thể là qua số 57A đường Nguyễn Hoàng, cách bến xe Mỹ Đình nó tầm khoảng 300m. Đấy, còn cách sân vận động quốc gia thì nó tầm khoảng là một cây rưỡi. Nói chung là rất là gần. Nhà em thì mặt đường chính luôn, to, rộng, thoải mái, các bác đỗ xe vô tư, không vấn đề gì cả. Đấy, bác nào qua đời trực tiếp thì càng tốt, còn nếu như bác nào mà ở xa mà không đến được thì bên em sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bác. Giá thì nhân nó báo nhá, 780.000. Bác nào chốt thì alo em. Xin chào các bác.